Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Hôm nay mình lại tiếp tục mình làm về chủ đề là trồng bí hồ lô nha các bạn, cũng như là sẽ trả lời câu hỏi cho một số bạn đã bình luận trong kênh của mình ha, như mọi ngày nha. Thì video hôm nay là sẽ là trả lời cho bạn là Văn Hưng ha. Thì bạn này có hỏi mình là trên một dây chèo á thì mình có thể là mình để được là hai trái bí hồ lô hay không, và nó có ảnh hưởng gì đến cái dây bí hay không đó. Thì đối với cái bí hồ lô này các bạn, thì khoảng cách trồng của mình là từ 5 đến 6 tấc, và cái hàng khách hàng là khoảng đâu là 3 mét đến 3 mét rưỡi là chuẩn ha. Và mỗi cái dây bí của mình thì mình sẽ lấy là từ 3 cho đến 4 chèo, và mỗi chèo là mình sẽ lấy là một trái là chuẩn nha. Còn trong cái trường hợp mà bạn Hưng bạn hỏi mình là mình để hai trái được hay không thì vẫn được nha mọi người ha, nhưng mà với cái điều kiện là mình sẽ trồng vào cái mùa nắng, tức là tầm là khoảng cái tháng 9 đến tháng 12 âm lịch mình các bạn. Thì cái thời gian đó, cái dây bí của mình nó rất là ít bệnh luôn, hầu như là nó không có bệnh bậy luôn các bạn, nó chỉ bệnh là cái thung đọt thôi, là do là bị bọ trĩ đó. Thì mình xịt phòng thì cũng chuẩn, thì trong cái khoảng thời gian đó dây bí của mình các bạn nó khá là chất lượng, nên mình có thể là mình để ở trên một dây chèo là hai trái, và đồng thời đó thì mình cũng phải bón phân cho nó hơi đậm một tí đó. Chứ mà cái dây bí mà mình nó tông quá, nó yếu quá, mà mình để nó nhiều trái quá thì cái trái mà nó không có được chất lượng mọi người. cái trái bí các bạn thì thông thường á là nó sẽ ăn tầm là từ 1 kg nha mọi người ha, 1 kg luôn. Khi mà mình thu hoạch á là nó sẽ ăn tầm là từ 1 kg luôn. Còn nếu như mà chúng ta lấy nhiều quá thì cái chất lượng bí của mình các bạn thì nó tầm khoảng đâu là vài lạng thôi. Thì thông thường á thì mình sẽ hợp đồng với những cái người mà thu mua các bạn, nếu mà người ta chịu mua cái trái bí mà nó kiểu như là giống bí nhỏ, trái bí nó nhỏ nha, nó thì mình có thể là mình tiến hành là mình để là hai trái ở trên một chèo nha mọi người ha. Còn mà người bí của mình á mà lấy mà trái lớn á, người ta chịu từ cái trái lớn từ 1 kg đến 1 kg mấy á, thì mình bắt buộc là mình là một dây chèo là mình chỉ để là một trái thôi, chứ mình không để nhiều. Mà thậm chí á là trên một dây là mình lấy tầm là 3 trái thôi, có nghĩa là mình sẽ lấy là 3 chèo đó, và mỗi chèo là mình sẽ lấy là một trái, là cái chất lượng trái của mình nó rất là ok luôn. Cái này là tùy thuộc vào các bạn hợp đồng với lái thôi đó. Thì song song đó, bí của mình mà khi mà nó mới ra các bạn, mà bạn muốn nó bự nữa thì mình phải xịt dưỡng mình phải xịt dưỡng cũng như là phòng là ruồi ong chích trái các bạn, không là trái mình nó sẽ bị vàng và rụng ha. Đó, thậm chí ở đây là mình có một số dây bí nó mình chưa có xịt phòng nè, nó cũng bị vàng rụng nè, bị vàng luôn đây các bạn, chưa gì mà nó vàng luôn. Cái này là trái ngọn. Ở đây thì mình trồng mà chủ yếu là mình lấy ít trái, mình sẽ không có lấy chèo nhiều, nên cái khoảng cách trồng của mình các bạn thì nó cũng không có, nó không có đúng chuẩn. Tại vì trồng bí các bạn, cái khoảng cách nó là tới cái khoảng cách hàng khách hàng là tầm 3 mét đến 3 mét rưỡi, mà ở đây mình trồng nó đâu có tới đâu. Nó mình trồng cho nó bò chéo qua. Ở đây là mình lấy ít chèo lắm, mình lấy có 2 chèo thôi, là chủ yếu là mình lấy là 1 đến 2 trái thôi, chứ mình không có lấy nhiều cho nó tập trung nó nuôi quả. Ở đây là mình chỉ kiểu như là mình trồng vào cái mùa nó cũng không có thuận mùa các bạn. Mình trồng vào cái mùa mưa nó bị thung đọt ghê quá. Đây các bạn, bí nè, bí non của mình nha. Đó, cỡ này là mình phải phòng xịt cái hàng alpha cua rồi, một cử hoặc là hàng ram, cho nó không có chích trái. Ở trên bí nó vẫn có cái ruồi chích trái nha mọi người ha. Tuy rằng là ít nhưng mà nó vẫn có. Đối với cái khổ qua thì nó rất là nhiều. Đó thì mình là chia sẻ cái kinh nghiệm của mình thôi, chủ yếu là mình trả lời câu hỏi cho một số bạn. Như bạn Văn Hưng, bạn hỏi mình thì mình trả lời cho bạn về cái vấn đề là chèo là mình sẽ lấy được là bao nhiêu trái. Cái này là ăn thua vào cái bạn hợp đồng với lái. Nếu lái mà nó chịu mà lấy bí mà trái nhỏ đó thì mình có thể mình lấy 2 trái được. Còn nếu như mà nó đầu trái bự thì mình bắt buộc là mình phải lấy một trái trên một dây chèo thôi. Thậm chí là mình phải lấy cái chèo nó ít lại, chứ mình không có lấy chèo nhiều. Chèo càng nhiều là nó cây của mình nó càng si các bạn, với lại mình phải đi phân cho nó đậm vô, chứ mà đi phân yếu yếu cũng không được. Đi phân á, thì nếu mà chúng ta lấy mà trái nhiều phải không, thì bắt buộc là mình phải vừa bón lót mà vừa bón cái định kỳ. Bón lót là bón ở phân 20-15 với hàng canxi bo đó, mình bón ở hai bên mép lip và chính giữa là mình sẽ bỏ hộp ha, và cho nó trường bò, và phải bón định kỳ cho nó là khoảng đâu là 10 ngày và là mình phải bón định kỳ. Và đặc biệt á là chúng ta phải phòng cái bệnh là thung đọt. Nếu mà dây bí của mình mà nó thung đọt rồi đó, coi như là dục dục luôn, chứ mình không có là
kiểu như là mình trồng được, tại vì nó không có ra quả đâu. Ba cái bọ trĩ nó độc hại lắm. Bọ trĩ với bọ dưa đó, xịt thằng Ram là được ha. Hoặc là thằng Aqua, nó đó là những loại thuốc mà mình hay dùng nha mọi người ha. Và đặc biệt muốn trái bí nó đẹp nữa thì phải là xiên, đi xiên, chỉnh dây lại, rồi mình phải thụ phấn cho nó. Như ở đây nè, dây bí của mình nè, mình cho nó bò thẳng hàng luôn nè, không? Dây nào nó ra cái dây đó, không? Không cho nó bò, dụ như cái dây này nó bò chéo lên đây. Đó, đây bí của mình nè, bí này cũng được chưa được lạng đâu mọi người ha. Khi mà nó được lạng thì mình sẽ tiến hành là mình ngắt tim ngọn cho nó. Đấy. Thì bạn nào mà có câu hỏi nào thì hãy bình luận trong kênh của mình ha. Thì mình cũng có một cái nhóm chuyên về trồng bầu bí dưa leo đó, để cho anh em giao lưu học hỏi, cũng với lại là mình cập nhật giá cả luôn đó. Thì bí là hiện tại ở quê mình thì nó rất là rẻ, nhưng mà đối với những cái tỉnh khác các bạn, hiện tại là bí nó rất là ngon luôn nha, khoảng đâu là 20.000 một ký á, còn ở quê mình là chỉ có 6.000 mấy thôi, vừa thu hoạch luôn, ông anh mình vừa thu hoạch luôn bí giống của Đồng Tiền Vàng á. Còn của mình đang trồng mình có Hưng Nông tệ quá, tại vì mùa này mùa nghịch mà mọi người nó chưa tới vụ của nó, tại vì mắc mưa quá. Cái hàng này, hàng bí này á, là nó rất là chịu bên cái trồng vào cái mùa nắng, nó không có chịu được mà ẩm ướt đâu. Nhưng mà song song đó thì nó cũng phải cần cái lượng nước nha mọi người ha. Tưới nước là thông thường là thể tưới vào cái buổi chiều là nó hợp lệ. Mình quay cái mấy clip trước cho bạn xem đó, toàn là tưới vào buổi chiều không. Đây thì giá thể mà mình trồng bí các bạn, thì ở đây mình chỉ trồng cái sơ dừa thôi. Nhưng mà cái sơ dừa của mình á, là đã xử lý qua cái sự chát đó các bạn. Mình bỏ xuống địa nó đâu có từng lễ, xong rồi mình mới lên là mình trồng, chứ mình không có mua về mình trồng liền. Mua về trồng liền là khi mà mình ươm hạt giống á, rồi mình bỏ vô là nó chết đó. Bí này thì trồng bí cũng ngon lắm các bạn, nó được cái mình vừa bán đọt được nè, rồi mình vừa bán bông được nè, rồi mình vừa bán trái nữa. Chịu khó đi ốp nụ cho nó nha, khi nó tầm khoảng cỡ này nha. Nè. Trồng mà chịu xiên xíu thì nó mới đạt các bạn. Chứ mà các bạn trồng mà các bạn bỏ quan nó, với lại các bạn không có học hỏi kinh nghiệm thêm á, thì mình trồng bí nó sẽ không có đạt đâu, có thể lỗ luôn á. Tiền giống rồi tiền phân rút rại thì nó mắc lắm các bạn, một bao 20-15 nó là mấy trăm ngàn á, gần cái triệu bạc á, đâu có rẻ đâu. Mà giá bí ở quê mình thì cũng nó thì tạm thời nó cũng được đó, thì cũng có mấy lần trước đó, mình trồng nó rẻ lắm, có 4.000 luôn á, có 5.000 luôn á, có đợt thì nó lên được 8 mấy, được 10.000. Quê mình dạng như nó ép giá hay sao, mấy thằng lái nó ép giá quá. Ở trên mình vô mấy cái hội nhóm về trồng bí các bạn, là người ta báo giá là tầm 20 không á. Thì bạn nào mà muốn cập nhật về giá bí á, đang trồng bí á, cập nhật về cái giá bí, hãy vào nhóm ở bên Facebook ha. Thì bên đó thì sẽ có một số bạn là người ta sẽ cập nhật cái giá, cũng như là người ta rất là trồng bí rất là giỏi rồi. Mình ở đây chỉ chia sẻ kinh nghiệm trên kênh YouTube của mình thôi. Rồi mình xin được mến chào nha.